đã nhắn tin trên YouTube của mình rồi nhưng mà vẫn chưa nhắn điện thoại cho mình. Mình chờ chốt cuộc gọi, hiện tại giờ đã gần 9 giờ sáng rồi, vẫn chưa thấy hai người cho nên mình phải xuất phát đây. Rồi, chúng ta cùng xuất phát nhé. Tôi đã đưa xe ra đây rồi, khởi động máy xong rồi, giờ là lên xe đi thôi. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ xuất phát. Nó cũng đã để xem cho mấy giờ lúc nãy mà 17 phút. 9 giờ kém 17 phút thì chúng tôi sẽ xuất phát. Rồi tạm dừng đi. Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ chúng tôi đã đến ngã tư để rẽ sang cầu Lùng Cao Bá Quát và để lên đại lộ Võ Nguyên Giáp. Thì mấy hôm nay mình có hơn 10 ngày nay tiếp 1 km dưới nữa. Cúm cho nên nó hơi bị mệt nhưng mà mình không có, chúng ta thấy gần đây tôi không có đăng video lên kênh của tôi mà toàn nhân viên của tôi thôi. Tôi rất là bận công việc và cũng như là mệt. Nhưng mà hôm qua công việc của Lộc thì làm mình suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì hoàn cảnh của Lộc cũng giống hoàn cảnh của mình nên thành ra mình mất ngủ. Tối mình ngủ không được, bây giờ rất là mệt nhưng mà mình vẫn bật định vị lên để đi tìm xem là có tìm được không. Đấy, hiện tại là đại lộ Võ Nguyên Giáp ở phía trước rồi. Quay lên cái đại lộ Võ Nguyên Giáp cho mọi người xem. Đây là đường Võ Nguyên Giáp đây. À, đây. Có cái chữ này, rung được cái chữ không? Không. Rung kịp. Thì bây giờ có cái tuyến đường này rồi thì chúng ta đi nó sẽ nhanh hơn. Mà nó cũng không có nhiều xe cộ, nói chung là đường nó thoáng. Trước đây không có, rồi đi cái đường kia nó vừa đông mà đường nó xấu. Đường này nó nhanh hơn, tuy nhiên là đi lên nhà của Lộc thì đường rất là xấu, bởi vì khu vực nhà của Lộc trước đây mình đã từng lên ở khu vực đó rồi và đã gọi điện cho một số người, nhưng mà những người mà tôi quen ở khu vực đấy vẫn lại không biết nhà của Lộc ở đâu cả, nên là mình đành phải lên tìm xem thế nào. Rồi, chứng đi, đừng có ai để nói được đấy. Còn xa như vậy nói rẽ phải ở đây. Rẽ phải theo chỉ dẫn của Google Maps. Vừa nói rẽ phải em rồi Google Maps. Đi tiếp 1 km nữa. Chúng tôi đã đi theo cái đường này một vài lần rồi nhưng mà đi lên nhà người khác cho nên là tôi cũng biết cái đường này rồi. Phạm phụ hồ không? Dạ không có. Phạm. Không biết hả? Dạ. Đây có bảo vệ hay ai không? Dạ có. Bảo vệ sẽ không biết. Cô giáo hay sao mới chạy vào. Dạ. À đây con cảm ơn bác, rồi con vào luôn. À đây luôn rồi hả? Dạ đây, cảm ơn bác. À, thì Lộc thấy nó có gặp những cái khó khăn, tôi muốn giúp nó. Cảm ơn Lộc là Lộc phụ hồ. Lộc phụ hồ anh ở đâu? Gửi ở Nha Trang xuống anh ạ. Anh hay kèm. Dạ. Rồi. Đúng rồi. Sao? Đúng rồi. Anh nói. Dạ. Rồi anh giúp đỡ là tính là giúp tôi. Thì thấy nó bây giờ cái người mà làm với nó. Rồi anh chờ em xíu nha, em vừa okay. Thì anh liên hệ trực tiếp với Dương Bin để gặp nó chứ còn gì đâu. Không, nó không liên lạc được, phải tìm bên đây à. Sao vậy? Rồi không tìm mà. Bây giờ chúng tôi đã vào ủy ban xã hỏi nhưng mà công an người ta ngại hay sao, người ta bảo chờ tí mà chờ lâu quá không được, cho nên là tôi phải hỏi những người khác để tiếp tục quay ra đi tìm. Mình không biết là họ ngại hay họ bận việc gì đấy không biết. Nên mình tiếp tục đi tìm, hy vọng là sẽ tìm được trong cái buổi sáng hôm nay. Tại vì đến giờ phút này cũng chưa thấy Lộc và Thủy liên hệ với mình, mặc dù là đã thấy hai người bình luận trên kênh YouTube. Thủy thì nói là sẽ liên hệ nhưng mà vẫn chưa thấy liên hệ. Rồi tạm dừng. Không có gặp được nên cũng không biết cái câu chuyện nó như thế nào để mà có cái hướng tiếp theo cả. Thực ra đi tìm cũng khá mất nhiều thời gian. Đi lung tung vào đây để đi tìm. Thì như mình đã nói là mình thì có quen nhiều cái anh em bạn bè rồi đội ngũ luật sư các thứ, mình cũng muốn hỗ trợ nhưng vấn đề là bây giờ
chưa có gặp được cho nên cũng không biết được là phải cái cụ thể nó như thế nào để mình có cái hướng giải quyết. Nói chung là gặp được thì mới nói chuyện mới hiểu được rõ vấn đề. Đó. Chứ còn mình đi như này mà không gặp được thì cũng không lắm. Không đây là đường vào nhà Lộc, không biết là mình cũng xem một số cái video của Lộc nhưng mà không biết là Lộc đã quay cái đường này cho mọi người xem chưa. Cái hoàn cảnh của Lộc thì thực ra nó rất là giống mình ở nhiều điểm. Thứ nhất là ngày xưa thì mình cũng đi làm phụ hồ các thứ, chung là giống nhau ở nhiều điểm. Rồi cũng đây thì đang đi ra đến ngoài đường này cho nên mình nói dọc đường nó không có tiện. Quý vị và các bạn, bây giờ chúng tôi sẽ quay trở về vì chúng tôi vừa ở nhà Lộc phụ hồ ra. Đấy thì bạn quay phim quay về phía trước đi để những ai ở đây thì người ta sẽ biết rằng đường này là đường từ nhà Lộc phụ hồ ra. Nó rất là rõ ràng như thế để chúng ta nhìn để chúng ta biết. Bởi vì khi mà tôi làm cái live stream tối hôm qua về cái việc mà tôi sẵn sàng hỗ trợ giúp Lộc mọi việc có thể, từ cái việc luật cho đến những cái gì mình kiến thức mà mình biết, thì rất nhiều anh em, bạn bè, rồi fan của Lộc cũng như fan của mình, nói chung là những người đăng ký kênh Lộc cũng như những người đăng ký kênh mình vào ủng hộ rất là nhiệt tình và đều mong muốn là giúp Lộc. Đó, thì bên cạnh đó thì cũng có những người họ nói này nói nọ, nhưng thôi những người nói này nói nọ thì tí nữa mình nói sau. Quay đường một tí rồi lại quay vào đây tí. À thôi. Vì từ nãy giờ, từ khi mà tôi xuất phát từ nhà tôi đi xuống nhà của Lộc thì cứ quay một đoạn lại ngắt, quay một đoạn lại ngắt, vì quay nhiều quá thì sợ mọi người lại mất thời gian của mọi người. Cho nên là bây giờ nói thì nó chắc chắn là nó sẽ bị trùng một số cái đoạn trước. À, nhưng mà cũng bởi vì nói dở dở ông Giang khiến cho mọi người cũng không hiểu như thế nào cả. Mọi người quay phim cạnh tôi thì chưa có kinh nghiệm quay ấy, cho nên là cũng sẽ có những cái sai sót, nhưng thôi thì mong mọi người thông cảm để tôi nói tiếp để chúng ta hiểu được cái câu chuyện. Là tôi muốn gặp Lộc để tôi biết được cái sự việc cụ thể như thế nào. Đó, và tại vì rất nhiều người ủng hộ Lộc, rất nhiều người muốn tôi giúp Lộc. Bên cạnh đó thì cũng có những người nói là cái việc này không biết là có thật hay không. Thì cho dù như thế nào chăng nữa thì mình cũng muốn gặp để mình biết được cái việc sự thật nó như thế nào và giúp được đến đâu. Thì như tôi đã nói là cái quen biết của tôi cũng khá là rộng, mình cũng không muốn nói gì ghê gớm nhưng mà nói chung cũng khá là rộng, bởi vì luật sư thì mình quen khá nhiều. Quen như hôm qua cái live stream trước tôi đã nói là luật sư tôi quen rất nhiều. Nhà Trang thì có biết một số luật sư làm cho người thân của tôi thôi, bởi vì tôi vào đây tôi cũng không có làm gì dính dáng đến pháp luật cho nên là cũng không có nhờ đến luật sư. Người thân của tôi thì có làm việc với một số luật sư trong này, có những luật sư giỏi nổi tiếng, có những cái luật sư thì chưa nổi tiếng. Thế còn Hà Nội thì tôi quen rất nhiều luật sư luôn. Nhưng hôm qua tôi đã nói là kể cả ngày xưa tôi học khoa luật của Đại học Quốc gia Hà Nội, bây giờ nó là Đại học Luật đấy, thì cũng quen nhiều. Nói chung là nói ra nó dài dòng nhưng tóm lại là với luật sư thì mình quen nhiều. Mình có thể nhờ người này người khác được, nhờ người này không được thì nhờ người khác, bởi vì có những người họ bận. Những ai đã theo dõi kênh của tôi biết ngày trước tôi đi dạy cho công ty Kinh Đô ấy, thì công ty Kinh Đô có hỏi tôi về phần luật, vì nếu mà tôi dạy cho vệ sĩ của tôi ấy, thì tôi tự dạy về luật được, bởi vì mình vệ sĩ chỉ cần biết một số cái quy định trong cái việc lúc nào anh được phép bắt người. Đó. Nói chung là biết một số cái quy định của luật thôi. Chứ còn nếu mà dạy cho công ty bảo vệ của công ty Kinh Đô thì tôi sợ là có những cái hiểu biết của mình nó cũng hạn chế, cho nên tôi có mời một luật sư đi cùng tôi để sang giảng. Thì luật sư đó bây giờ đang là giảng viên của một cái trường
Tôi không nhớ là tên trường là gì, bởi vì mình không có hỏi kỹ, cũng đang là giảng viên về luật. Thế ngoài ra cái đội ngũ luật sư mà đang làm trực tiếp làm việc thì mình cũng quen nhiều, cho nên là nói về luật thì mình có thể hỗ trợ được. Thế còn về cái góc độ khác thì mình nghĩ là cứ phải gặp Lộc cái đã thì mới biết được là cái hỗ trợ của mình có thể đến đâu. Bởi vì nói sẽ trùng cái phần lúc nãy nói là mình cũng hoàn cảnh giống Lộc đó. Cũng đi lên từ rất là nghèo, khi mà bố mẹ mình thì ly hôn từ khi mình mới có 3 tuổi. Cho nên là cuộc sống của mình nó rất là khó khăn. Khi mà mẹ mình mất á, vì bố mẹ mình ly hôn, sau đó là có 3 người em nữa nhé. Nên có những người thắc mắc tôi là hỏi tại sao ấy nọ ấy kia, bởi vì có những cái chuyện không phải chuyện gì mình nói ra hết được. Thì năm tôi vào lớp 10 thì mẹ tôi lại mất, nghĩa là một mình tôi là phải lo cho mình và 3 người em, nghĩa là cái cuộc sống nó rất là bi đát và rất là vất vả. Đến nỗi mà bây giờ chuyện của Lộc mà chẳng phải chuyện của tôi, mà tối hôm qua tôi cũng không ngủ được. Tối hôm qua là cứ một lúc lại ngủ không được là nó đau bụng. Vì ngày xưa nó có những cái biến cố trong cuộc đời mình, nó nhiều cái nỗi đau quá, cho nên là bây giờ ngủ không được là nó đau bụng. Nó đau bụng xong rồi nó cồn cào, mình lại phải dậy, lại phải pha ít mấy cái ngũ cốc xay sẵn uống. Ngủ không được sáng mai dậy rất là mệt, bởi vì mình cũng lúc khoảng 2 giờ thì vẫn dậy lục đục, xong đó lên nằm thì lơ mơ ngủ được một tí, nhưng bởi vì mình uống cái ngũ cốc vào nước, bụng nó đầy bụng, lại phải dậy vệ sinh lại không ngủ được. Đấy, thì nói chung là mình rất là lo. Cái tính mình nó hay lo vậy, mình đã yêu quý ai là mình rất là lo. Và khi đã lo như vậy thì mình cũng muốn là làm một cái gì đấy để giúp họ. Không phải chỉ có giúp riêng chuyện này như nào, chuyện khác mình có thể giúp được. Bởi vì mình từ một người mồ côi mà vươn lên trở thành như ngày hôm nay, chúng ta xem. Những ai đã biết rồi thì không nói, còn những ai chưa biết thì cứ gõ người đương thời Nguyễn Viết Hòa do VTV1 làm về tôi, hay là cậu bé mồ côi thành ông chủ tập đoàn, thì chúng ta sẽ hiểu là tôi đã phải vươn lên trong cuộc sống như thế nào để có được ngày hôm nay. Nói chung là rất nhiều cái đắng cay, rất nhiều cái khốc liệt trong cuộc sống. Cho nên cái việc của Lộc thì mình nghĩ là nó cũng như những cái thử thách khác của những người thành công khác trên thế giới thôi. Bởi vì thường thường những cái người mà xuất chúng hoặc là những người mà tạo nên được cái tiếng vang gì đó thì họ cũng trải qua rất nhiều cái kiếp nạn thì mới trở nên một cái nhân vật gọi là có tiếng tăm. Cho nên là cái việc của Lộc thì cũng coi như đây là một cái kiếp nạn mình phải vượt qua, nếu như việc này là việc mà nó đúng như Lộc nói. Còn bởi vì mình chưa gặp nên mình cũng không biết nó thế nào cả. Mình là một chủ tịch hội đồng quản trị, là tổng giám đốc, cho nên là mọi lời nói của mình nó cũng phải thận trọng, chứ mình không thể phát ngôn bừa bãi, hay là mình không thể lên chửi người này người nọ trên YouTube được. Chính vì cái kênh YouTube của mình làm nó chuẩn, mình không có những cái phát ngôn gây sốc này nọ, cho nên là cái lượng người bình luận chửi bới trên kênh mình cũng rất ít. Chính vì cái ít cho nên là lượng người biết đến kênh mình cũng ít. Và chính vì thế cho nên lượng người đăng ký kênh mình cũng ít. Thì những cái điều đó là mình hiểu, chứ không phải là mình không hiểu. Nhưng bởi vì hàng mấy chục năm qua đấy, từ khi thành lập Võ Đường Ngọc Hoán chỉ là 27 năm, mình luôn luôn theo đuổi cái việc mà xây dựng một cái võ đường nhân trí dũng. Đấy, cái câu slogan của mình là sáng người nhân trí dũng. Cho nên là mình cũng không thể làm khác thế được. Cái gì mình phải đặt đạo đức, nhân cách lên trên hết, xong đó mới đến trí thức, nhân là đến trí, và cuối cùng mới là dũng. Kể cả giải quyết với những cái người không tốt cũng vậy, phải dùng cái nhân cách trước, xong đấy dùng cái trí của mình, và cuối cùng giải pháp xấu nhất mới phải là dùng đến vũ lực. Chứ còn vũ lực là hạ sách, không có hay ho gì cả. Chưa. Thực ra thì bây giờ mình đi ngoài này nó khá là nắng nên nó chói, cho nên là quay nó cũng không được rõ lắm. Mấy cả vừa lái xe vừa nói chuyện thì tôi nghĩ là cái cảm xúc có thể nó cũng không được đầy đủ, cho nên là mình sẽ tạm ngừng cái video này ở đây.
Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem cái video này. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu mà quý vị và các bạn có ý kiến gì thì hãy để lại các comment bình luận, bởi đó là những cái tương tác rất tốt giữa chúng ta với nhau.